là ngày nào cũng phải chuẩn bị trước khi tắm giặt xong bắt đầu mới bắt đầu dạ, đi tắm rửa cho ăn uống thì mới có đi. Dạ xong là mới đi ra ngoài kia ngồi xin. Dạ. Bà xin như vậy được bao nhiêu năm rồi bà? Xin cũng lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi là mình không nhớ là xin là không có nhớ mấy chục năm nay mà không có nhớ lâu lắm mà. Tại cái số vậy phải chịu đúng không ạ? Ừ, tại cái số nên vậy rồi. Ngày em nó giật 3-4 lần luôn đó bà. Hả? Ngày em nó giật mấy lần luôn hả? Ừ, bằng ngày cũng giật, bằng đêm giật, nhiều khi tôi ngủ nửa đêm nó đang ngủ nó giật cái giật mình. Là tối bà nằm đây bà ngủ cùng em ngủ luôn. Ngủ với nó luôn á, giữ coi chừng đó đó. Nếu mà giật thì bà làm sao? Nó giật thì nặng chanh vô. À bà lại lấy chai mày nặng vô. Nặng chanh vô cái đầu lấy nước nóng lau mình á. À là một đêm đi bao nhiêu lần bà? 4 lần luôn á. Một đêm 4 lần là bà phải thức 4 lần luôn. Ờ. Rồi bằng ngày nữa. Bằng ngày nó muốn giật giờ nào là nó giật á. Mến chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại Phú Tân của tỉnh An Giang các bạn. Hôm nay mình quay trở lại đây để thăm một cái bà cụ, đó chính là cái bà cụ mà ăn xin các bạn. Thì lần trước mình có đi theo chân bà cụ này về nhà thì vô tình mình phát hiện cái gia cảnh của bà cụ này cực kỳ là bi đát luôn. Có một người con thì cũng gần 30 năm nay các bạn phải cột chân và xích chân nằm một chỗ. Còn chồng thì qua đời thì hai mẹ con của bà thì hàng ngày phải đi ra ngoài một cái miếu, một cái đình để ngồi ăn xin kiếm sống để nuôi một người con trai mà nằm một chỗ khoảng 30 năm nay bị tâm thần các bạn. Thì vào chứng kiến cái cảnh mà bà cụ phải lo tắm giặt cho con thì thực sự là rơi nước mắt luôn. Thì hôm nay mình quay trở lại đây để thăm cũng như chia sẻ cho mọi người cùng biết về cái hoàn cảnh này. Đây chính là nhà của bà cụ ở phía sau lưng này các bạn. Cái căn nhà thì nó cũng khá là nhỏ thôi chứ nó không được lớn. Thì hàng ngày bà cụ phải đi ăn xin từ sáng đến chiều để về kiếm tiền để lo cho con các bạn. Đây chính là nhà của bà cụ phía sau lưng mình này. Con chào bà. Dạ. À, hôm nay bà không đi xin hả? Không. Đó là hôm nay nghỉ hay là sao bà? Ở nhà cho nó tắm rửa cho nó rồi ăn uống rồi mới có đi. À, có nghĩa là hôm nay là bà ở nhà để bà tắm rửa cho con xong rồi là cho nó ăn uống rồi mới đi. À, cho ăn xong mới đi. Có nghĩa ngày nào cũng vậy luôn hả? Hả? Ngày nào mình cũng phải tắm giặt cho con xong rồi ăn uống xong mới đi. Ừ, giấc sáng cho nó ăn uống tắm rửa rồi mới có đi. À, rồi là thường là mình đi từ mấy giờ đến mấy giờ bà? Thường là tôi đi 4 giờ. Ừ. Là đi xong đó là cứ chốc lại phải chạy về để xem con rồi bắt đầu cho con ăn uống xong rồi mới lại đi tiếp. Dạ. Là con bà như vậy là bị như vậy là từ lúc nhỏ đến lớn luôn đúng không? Dạ nhỏ tới lớn. Vậy là bây giờ bà tắm xong bà cho ăn xong bà mới chuẩn bị đi. Cho nó tắm rửa cho nó rồi ăn uống rồi mới có đi. Rồi. Vậy là hàng ngày mình đi xin như vậy thì đủ tiền sống không bà? Không, có được, được nhiều khi được 120, 130 về. Là hai mẹ con hay là một mình bà? Một mình tôi tại thằng nhỏ này nó ở nhà nó tiếp tôi. À có nghĩa là cái người con gái thì là, ở nhà. Ở nhà nó phụ tiếp tôi. Ở nhà phụ, còn chủ yếu là bà đi thôi, còn hôm nào rảnh thì chị mới đi cùng. Nó rảnh rồi nó mới đi lên chở ngộ chút xíu rồi nó kiếm tiền rồi nó về cho con cái nó ăn. Dạ. Là về lặng nó phụ tôi, nó ở nhà nó phụ tôi. Dạ. Bây giờ bà tắm cho con đi xong bắt đầu rồi đi. Tắm rửa rồi ăn uống rồi mới có đi. Dạ. Mình để vậy mình tắm luôn. Có nghĩa là bây giờ bà cụ đang tắm cho người con trai này các bạn. À, người con trai của bà thì là ngày nào mình cũng phải tắm giặt trước khi đi làm. Chồng của bà thì bị mất rồi các bạn, mất ở trên đang ngồi trên bàn thờ đây. Là ông bị bệnh xong bắt đầu mới mất. Là bây giờ là em này là phải xích cột lên này các bạn, phải cột cái chân này. Lúc nào cũng phải cột ở trong giấy tường này. Là ngày nào cũng phải chuẩn bị trước khi tắm giặt xong bắt đầu mới bắt đầu đi. Tắm rửa cho ăn uống thì mới có đi. Dạ xong là mới đi ra ngoài kia ngồi xin. Dạ. Bà xin như vậy được bao nhiêu năm này bà?
sinh cũng lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi là mình không nhớ là sinh là không là... có nhớ, mấy chục năm nay rồi mà không có nhớ, lâu lắm mà. Rồi mình đem. Em này từ hồi hồi mà bị bệnh có đi khám bao giờ chưa bà? Ai? Em đấy đó, có đi khám bệnh viện bao giờ chưa? Không, hồi nhỏ tới lớn vậy đó. Nhỏ tới lớn là không có đi khám gì luôn? Dạ. Vô trong đi con. Vô trong. Đi chú với lại. Chào con. Con đi học mới về. Vô đi. Là sinh ra là bắt đầu đã bị như vậy rồi. Hả? Em này sinh ra là bị luôn rồi hay sao bà? Sinh ra là bị liền đó. Sinh ra cái là bị luôn. Ừ. Đến giờ luôn. Bị liền luôn. Thấy khổ à? Bà đi chăm chăm như vậy là bà cũng vất vả hả bà? Dạ. Đi cho mình coi. Đi chăm chăm. Nhưng mà em nó còn biết không bà? Nó không có biết gì hết trơn á. Không biết gì hết luôn á hả? Không. Biết mà. Cổ quần dày da, cổ quần da hai quần khác. Là mình cột bằng cái dây này có khi nào em nó rất được luôn không bà? Dạ. Cái dây này cột với em nó có rất được không? Nó cột nó lỏng lỏng nha, không có... Ý là em nó có khi nào nó tuột dây này ra luôn không? Nó tuột, nhiều khi nó tuột dây ra nó không có đập đồ. À, tuột ra là đập đồ dữ lắm hả? Nó mở. Có nghĩa là tự tháo ra được luôn hả? Thả không có được, thả nó đập đồ người ta, nó ra, lấy gạch, lấy đồ nó phàn ra. À, có đi ra ngoài đường luôn? Không có cho đi ra đường, ngồi chỗ gì đó. Dạ, dạ. Nó quậy dữ lắm. Quậy dữ lắm hả? Ừ. Nó mới về. Cái dây cột chặt quá nên gõ nó khó hả? Ừ, cột nó lỏng chứ không có chặt. À, sao mình cột cái dây dài dài chút bà? Lỏng le à? Dạ, là mình cột cái dây dài dài chút cho nó dễ làm. Dài nó mượn rồi hổng nó ấy bằng thờ cái hình ổng vớt cái này mai sao bể. À, có nghĩa là hôm trước là tới bàn thờ kéo xuống hả? Ừ, nó kéo nó gịch nó kéo bàn thờ ổng á. À, kéo rất bàn thờ bà xuống dưới luôn. Nó kéo rồi gịch vớt cái bàn thờ ổng xuống luôn. Dạ dạ dạ. Ở đây cổ mình vậy ta. Ừ, khác giờ. Thay quần. Rồi, mày lo đi. Lo mày lo đi, để cái gì áo nó phần. Rồi em này hàng ngày có uống thuốc uống men gì không bà? Có, để nó uống thuốc mát chứ mua thuốc mà chị Phong đó. À. Nó uống vô nó nóng mình là bắt đầu nó giật. Dạ. Mua thuốc nó lạnh trăm mấy ngàn. À. Chứ không phải ít đâu. Thuốc đó nó mắc tiền. Dạ dạ. Thuốc đó bao nhiêu tiền bà? Hả? Thuốc bao nhiêu tiền nữa? Thuốc mà mua tới trăm mấy ngàn mà mấy người ta mới có lấy đủ mua. À. Là trăm mấy ngàn nó uống được mấy ngày? Uống được 3-4 ngày. À. Tại người ta lấy thuốc tốt á. Dạ dạ dạ.
Thế bà vất vả quá ha. Cũng khổ ha bà. Dạ. Đi làm mà phải lo cho con như vậy. Năm nay là bà năm nay bao nhiêu tuổi bà? Nó hả? Bà. Tôi 63 tuổi. 63 tuổi, con em này là năm nay 30 à? Bà mấy tuổi rồi? Bà mấy tuổi là 30 mấy năm nay bà phải lo cho em vậy. Hồi nhỏ tới lớn. À nhỏ tới lớn, sinh ra là bị luôn hay sao bà? Hả? Sinh ra là bị luôn à? Sinh ra là bị liền đó. À. Bà bắt đầu nuôi luôn đó. À. Mà cái bình nào ở trong cái thùng nước đá đó. Là phải cột cái chân như vậy luôn. Trời ơi, lạnh nó không uống đâu, xúc cái bình của nó hả? Thôi em nó bị cái gì cơ bà? Bà em nó bị cái gì cơ? Nó vậy đó. À, là vậy hả? Ừ, nó tối ngày nó vậy đó. À, tối ngày là như vậy luôn? Ừ, nhỏ tới lớn thì chứ không hả? À. Cứ ngồi nhìn hình ba kìa. Hả? Ngồi nhìn hình ba mà. Nó ngồi là nó vũ bạch. À. Phải cột chân, phải sống như vậy là 30 mấy năm trời. Ừ. Ở hôm nó giật 4 lần luôn á. À, một đêm là giật 4 lần, ôi em nó cho tay miệng nó cắn hay sao á? Nó giật cái nó nhiều khi nó cắn cái tay nè. Cắn chảy máu luôn hả? Ừ, cắn chảy máu, từ giật cái nó cắn luôn. À, cắn bà luôn hả? Ừ. À. Tôi nắm giật ra nó cắn luôn á. Dạ. À, cho ăn giờ là đút cháo cho ăn. Dạ đút cháo. Tắm xong đút cháo xong bắt đầu là mới mặc đồ đi xin. À, cho ăn uống tắm giữa rồi mới đi xin. Dạ. Là bà có hai người con thôi đúng không bà? Hả? Bà có hai người con thôi đúng không? Có nhỏ này, thằng này với nhỏ con gái đó. À, là có hai, hai, có hai người đó. Thôi. Dạ. Ừ, có hai đứa. Dạ. Mà nhỏ nó không được bình tĩnh. À. Nó làm như là nó có cơn. Nó trời nắng lên là nó có cơn. Nó không có được bình tĩnh. Dạ. Gặp đồ luôn, hai đứa. Vậy là ngày bà đi xin là bà phải mua thuốc, mua đồ cho con. Ờ. Mua thuốc là 100 mấy ngàn. À. Để dành cái chừng nào nó nóng lên nó là cho uống. Dạ. Bà đi xin là thường mấy giờ bà về bà? Tôi xin nhiều khi tôi cỡ 1-2 giờ cái tôi về tôi cho tắm một ngày cái tôi cho nó ăn cái tôi mới được có đi. À. Đi bằng tới 5-6 giờ bắt đầu tôi về. À. Là cứ đi đi xong là phải về, đi xong là phải về, về lo cho con xong mới đi tiếp. Mặn hồ rồi cái cỡ 1-2 giờ đó về. À. Về cho nó ăn rồi bắt đầu tắm rửa rồi bắt đầu có đi nữa, đi mặn nữa. Cỡ 5-6 giờ bắt đi về nhà. Thấy bà vất vả quá ha. Hả? Thấy bà vất vả quá ha. Ừ. Khổ quá ha. Nhiều khi nắng ngồi mà nắng sinh tại. À. Có ngày chăng nắng chăng nôi để kiếm tiền về lo cho con. Dạ. Cấp mới sanh ra là nó bị rồi. À. Thấy bà cũng khá là vất vả đó. Thấy con vậy bà cũng vất vả vậy bà cũng ấy ha. Cũng mệt ha. Hả? Thấy con mà bị vậy bà cũng mệt ha.
Chứ anh chị chứ thương nó lắm. À thương lắm. Chứ không phải thương. Này em nó không được may mắn nên là thương nó hơn. Nói anh chị mình còn thương nữa. Dạ dạ. Tại cái số vậy phải chịu đúng không ạ? Ừ, tại cái số nó vậy à. Ngày em nó giật 3-4 lần luôn đó bà. Hả? Ngày em nó giật mấy lần luôn hả? Ừ, bằng ngày cũng giật, bằng đêm giật, nhiều khi tôi ngủ nửa đêm nó đang ngủ nó giật cái giật mình. Là tối bà nằm đây bà ngủ cùng em ngủ luôn. Ngủ với nó luôn á, giữ nó chừng đó đó. Nếu mà giật thì bà làm sao? Nó giật rồi tôi nặng chanh vô. À bà lại đi lấy chanh mày nặng vô. Nặng chanh vô cái đầu nó lấy nước nóng lau mình đó. À là một đêm đi bao nhiêu lần bà? 4 lần luôn á. Một đêm 4 lần là bà phải thức 4 lần luôn. Ờ. À. Rồi bằng ngày nữa, bằng ngày nó muốn giật giờ nào là nó giật á. Ờ, như đó mày bà đi xin mà không ai ở nhà mà em nó giật thì có, sao? Có, nhỏ nó đó, nó ở nhà nó canh chừng. Có hôm con thấy hai mẹ con đi luôn mà. Không có, nó ở nhà một hồi lên chở một chút rồi nó về à. À, về kiểm tra đúng không? Về đang canh chừng đó. À. Chứ nó bỏ nó nhà nó giật rồi có ai đâu hay. Dạ, dạ. Như nó nói nhà nó phụ với tôi đó. Dạ, dạ. Lên chở một hồi nó kiếm tiền cho đủ con ăn bánh rồi nó về à. À. Lên đủ kiếm tiền cho con là đi về thôi đúng không? Ừ, đủ con ăn bánh là đi về à. Dạ. Chứ bỏ nó nhà nó giật không ai hay gì sao. Vậy là ông mất cái là bà giờ gánh nặng ở trên vai bà phải lo hết. Trong đấy là con gái cũng không bình thường, con trai cũng không bình thường. Nó không có được bình tĩnh á. Tới dạ. Giờ nó nắng lên nó nổi cơn. Dạ. Nó quýnh con nó tơi bời qua lá chứ. Nó đập con nó muốn chết luôn vậy. Tôi dạ. Càng không được á. Dạ. Chúng là bà cụ thì có hai người con, mà hai người con không muốn người nào được bình thường. Nó hồi còn nhỏ, lần nhỏ này là nó hồi cấp còn nhỏ lắm. Dạ, dạ. Nó có cơn hồi cấp còn nhỏ. Nó cái hồi nó tỉnh, nó cái hồi nó nổi cơn lên trơn. Nó đánh con, nó lồi hai đứa ra đập thấy mẹ ra trơn. Dạ. Bà thấy vậy bà có tủi thân không? Hả? Bà thấy con cái vậy bà có tủi thân không? Tủi giờ biết sao giờ. Ừ. Thấy có ổng còn thì ổng tiếp ổng mất rồi à. Có mình hơn à. Có nghĩa là ngày xưa có ông ấy thì bà đó vất vả hơn đúng không? À, hồi cấp ổng còn cho sống ổng còn mạnh ổng mặn rồi vàng ổng đưa tiền tôi tiếp à, có tiếp tiền ăn uống á à. Mà ổng hiền lắm cậu ơi à. Ổng hiền một cái ổng hiền cũng như cục lắc à. Ai nói làm chữ mắng ổng không có nói gì à. Không muốn lấy vợ con à. Thì khô à. À mà vợ con mua cái gì là ăn cái lấy đó à. Không có chê. Có nghĩa là lúc trước là ông còn sống là ông lo cho bà, lo cho con cái lắm đúng không? Ờ, ổng lúc trước ổng mặn là vàng á, ổng cuốn len, cấp rồi vàng á, ổng mặn là vàng. Dạ. Ổng lép cái ngực ổng có bên á, hồi cấp còn nhỏ đó. À. Cũng là ba hồi nhỏ đó, cái ổng lép, cái phổi lép xẹp bên đây nè. À. Thành ra ổng thở không được. Dạ. Cho nên là ông mới mất. Ừ, ổng mới mất ở trên nhà thương. Tôi nói à, ông nằm đây nha, tôi đi về á, tôi tắm rửa tôi lên là tôi mua cháo ông ăn. Ông gạt hả? Nó làm về đây cái chưa có kịp cái bắt đầu cái tôi bị lên máu. Tôi bị lên máu cái tôi nằm ở đây là tôi chống mặt tôi lên máu tôi đi lên chở không được. Cái bắt đầu ổng chở nó làm, ông chết luôn. À, lúc bà lên là ông mất rồi. Tôi ở dưới này là ông mất nó chở rồi. Mất ở đâu bà? Mất ở bệnh viện ở đây hay là trên thành phố? Nằm ở trên nhà thương này mà tay bờ chuyển ông đi Lâm Chiên mà năn nỉ người ta cho ở lại bị đi Lâm Chiên rồi hàng ngày nữa rồi ai đâu nuôi ổng. Có nghĩa là không có tiền để đi nữa. Ờ, không vừa có tiền phải đi. Lo cho con đó. Bởi vậy rồi đi giờ hàng ngày ở nhà rồi ai lo cho nó. Dạ. Rồi ổng có chở nữa mà ai đâu nuôi rồi có hai thằng cháu nữa hồi sinh ta ở lại nhà thương này. Dạ dạ. Tự nhiên cái ổng tôi nói à, ông ở đây tôi đi về tôi tắm rửa tôi lên tôi mua cháo mà. Bà ông mất rồi bà có sợ không? Hả? Ông mất bà ở có cấp sợ? Mới thì sợ, bây sợ. Giờ hết sợ rồi. Nhưng mà gặp ông có về thăm bà lần nào không? Không có thấy ổng, mà cấp nhỏ con gái nó thấy ổng. Ừ. Nó thấy ổng 2-3 lần luôn. À. Nó hạp với ổng. Thấy ông về hả? Ừ, thấy ông về. Ổng về mà ổng tu. À. Ổng đi tu rồi. À. Nó thấy ông về, ông đi tu. Rồi bà đi xin như vậy thì có đủ để lo cho con không? Không đủ. Có bữa thì 100 mấy ngàn, có bữa thì 100, bữa 80. À. Giờ bữa dậy bữa khác.
rồi cũng như là về đủ ăn đủ xài những cái gậu về mua cá mắm ăn cái là gậu à, gạo thấp thì người ta cho đúng không ạ? Gạo thứ thì người ta cho gạo dầm ta mới có cho, ngày thường nó không có cho đâu. Dầm lớn á cậu cái ta đem nhà ta cho người 1 kg 5 kg vậy đó. Dạ. Rồi ngày thường ta đâu có cho, dầm lớn người ta mới bố thí. Dạ. Dầm lớn là người ta cho gạo cho thấp, nhưng mà không đủ gạo để ăn chứ bà. Gạo thấp chắc là cũng đủ để ăn ha. Đủ ăn. Nhiều khi mẹ con không có bắt một cơm lên, không quẹt một mắm dứt. Cái bữa đó tôi bị tôi lên máu đó, cái tôi chóng mặt cái tôi đi không được, cái ở nhà một bữa, cái bắt đầu đổ mắm vô, không quẹt bắt một cơm lên dứt. Rồi là có nghĩa là không có gì ăn thì khó ăn mấy mắm. Chứ không đi làm lấy gì có tiền. Dạ. Mẹ tôi có cái tật tôi lên máu. Dạ. Tôi lên máu rồi cấp ông còn sống tới giờ đó. Dạ. Ngày nào cũng phải đi ăn xin để kiếm tiền lo cho con. Thấy cũng khổ mà ha. Tôi có mua dĩa thuốc lên máu nè, tôi để hờ. Dạ. Cái sáng bữa nào cũng quất vô viên. À. Chặn lại vậy đó mà còn bị. Dạ. Ý là gì mà còn bị. Dạ. Ăn hết tô đấy không bà? Hả? Em nó ăn hết tô đó không? Sao? Em nó ăn hết tô đó không? Ăn đổ quá trời đổ rồi. Nó ăn rồi nó ăn vậy không? Là là năm nay em nó 30 ba mấy bà? Ba, như nó 32 hả Hành? 33 tuổi rồi. Nó 33 tuổi rồi. Là 33 năm nay là bà phải vất vả chăm con như vậy. Nuôi nó hồi nhỏ tới lớn, mới sanh ra là nó bị rồi. Dạ. Ở trong bụng mẹ chung ra là bị rồi. À. Là hai ông bà thương lắm ấy chứ, cũng thương con thương cái, lo cho con. Ông làm ở trên chợn ha. Ông nhớ nó mà ông khóc luôn. Hồi gấp mà cái nhà này người ta chưa có lợi cắt nha. Trời mưa rồi nó cũng như là ở ngoài đường vậy đó. Rồi cái hàng ngày nó nằm ở trên cái chổng nó gãy hạ tuốt ở dưới, nó nằm ở dưới. Dạ. Nước ngập lên tới cái mình luôn. Dạ. Rồi cái người ta mới thấy người ta mới lại tới đứt cái nhà này cắt. Cắt cái nhà này. Có lúc trước là cái nhà nó nát lắm. Mưa cũng như thể ở ngoài trời rồi đó. Trước là nhà ở đây là cái nhà lá. Rồi cái là mới thấy gì người ta lại để cắt cho. Dạ. Nó thấy khổ quá khổ ơi. Khổ lắm cậu ơi. Dạ. Hôm trước con có xuống thì có mấy người có gửi tiền cho bà nè. Dạ. Hôm nay con mang xuống cho bà luôn ha. Dạ. Để con xem là con đọc tên các cô chú có gửi tiền cho bà nha. Dạ. Chị Đào Thị Dung 500.000, chị Diệu Linh 500.000, dạ. Chị Hoàng Điều 500.000. Dạ. Chị Linh Nguyễn là 1.2 triệu, chị Lương Dung là 1 triệu ha. Dạ. Con đọc lại là Đào Thị Dung 500.000, chị Diệu Linh là 500.000, chị Hoàng Điều là 500.000. Dạ. Hoàng Điều, Linh Nguyễn là 1.2 triệu, chị Lương Dung là 1 triệu ha. Dạ. Tổng số tiền là được 3.700.000. Bị gì à? Bị gì à? Nó bị gì? Bị sốt hay bị gì vậy? Nó nóng mình cho nó uống thuốc hạ sốt rồi. Nóng rồi cái tay cũng nãy nó dùng mình mấy. Cho uống thuốc mà ấy rồi hạ sốt rồi. Chứ bà đừng đưa ba cái đồ gì bà mùng cho ông. Ngậm không vô được. Đưa mền mùng cái thứ là ngậm vào trong miệng. Ảnh cũng ai cái đó. Cơ mà ngủ ổng cho nó đắp nữa, nó thấy, nó ấy, nó nặng vô, nó dơ dữ lắm. Nữa nó đậm thuốc á. Mới uống xong 4 tiếng sau mới uống tiếp được. Mới uống nè. Dạ. Không bà cho ổng nằm nữa đi. Con ngay nhò ra, chứ là bà đổi tông thì gì. Ngay cái nhò ra, ngay nè. Ngay nhò ổng ra. Bà lấy cái gì khô khô cho chùi nó coi. Cố gắng. Lấy gì là cô cái trụi vỏ thẳng. Mới ăn xong mà bị cái gì? Mỗi lần như vậy chắc là bà sợ lắm hả bà? Hả? Mỗi lần mà bị như vậy chắc bà sợ lắm ha? Ừ, bởi vì có nó ở nhà canh chừng. Dạ dạ. Có nó ở nhà nó phụ luôn. Dạ dạ. Gì con?
là thấy có vấn đề gì rồi. Vỗ vỗ cái lưng ấy bà. Lấy gì hả? Vỗ vỗ cái lưng á, vỗ vỗ cái lưng đằng sau á. Vỗ vỗ, đúng rồi, vỗ chỗ đó đó. Lấy tay vỗ. Dạ đúng rồi. Bị gì hả cô? Bị hả? Đừng làm mọi người sợ nha. Lấy đồ bị chùi hai giỏ nó coi hàng, coi nó bị gì hả? Bị lắm, thở cái gì cho. Khó thở hay gì? Xem khó thở hay bị làm sao? Là giờ là phải nặn chanh nha bà. Giống kiểu muốn bị giật hay sao vậy? Nó muốn giật á. À muốn giật hả? Ừ. Nó dung mà. Thấy khổ. Mỗi lần mà như vậy là thấy là muốn... Mà đi ra đi bà nội cho bà làm ngoài. Nó nóng mà. Lấy cái gì muốn dầu cho uống vô. Dầu cho uống, dầu uống nữa hả trời? Cho uống dầu mới. Mấy tháng giờ này uống cửa nữa đâu không? Để coi nó là sao? Nó hỏi thế nè. Ở bên chợ nó mua thuốc cho ổng uống vô. Rồi tiệm nói uống vô. Trời trời, thế tổ tội em trời. Ngồi một chỗ rồi bị ra vô vô. Quá không chịu uống nổi hồi nè. Trà chanh hồi cũng hạ xuống chứ vậy. Là ngày là cứ lâu lâu phải trà vậy, một lần ngày trà mấy lần bà? Trà 4-5 lần vậy. À, trà không có. Phải không nóng mới trà. À nóng thì mới trà. Ừ. Còn hết nóng là thôi đúng không? Ừ. Thấy tội không các bạn? Ừ con. Thấy là đờ là đờ. Ừ con. Muốn ra nó gì sao mà đi bóp không uống chi hả? Và cái chuyện này là chuyện giống như hàng ngày là bà bị gặp cái trường hợp này liên tục. Đúng rồi. Nó đi bà nó quá tội rồi. Mình đứng mà mình hồi hộp tim mình đập vào nhìn nó lỡ mày có chuyện gì cái mất công. Tội cho gia đình. Hả? Nóng dữ lắm à bà? Nóng. Nóng. Trà nhanh hạ rồi. Hạ chưa? Hạ rồi. Hạ là mừng rồi. Hạ đó. Thì lấy chim phúc sổi đi cho ổng ở vô mà trải hoài. Mới ở còn hồi cấp đã rồi cho hồi sáng giờ này cũng lâu rồi. Thấy khổ. Đừng cho ông uống hạ vô. Đừng tôi đi chợ mua thuốc. Ừ. Cho nó uống nửa viên thôi. Một nguyên viên đi. Để em rò tay thử xem nóng chứ không. Vậy đó đó đó, thấy xuống rồi đúng không? Có người chuyện này là gia đình gặp mà thường ngày cho nên là cái này bị thường ngày. Đó, giống giật hay sao đó? Đó giờ cũng quậy á. Thế giờ quậy hả? Trời ơi. Mình đứng tim mình đập nhanh nhanh. Chưa. Cái chà phù số mình. Bộ Phật, mong ra đừng có sao. Chưa cho nó sao rồi hả? Uống nhiều chứ vậy hả bà? Nóng quá, nóng quá, bực bực bội, tràn nổi. Thế gia đình tội quá. Không sao con, không sao. Ngước cao lên, đừng cho ông uống. Uống sao cho ông sạch đi bà nội. Nó dung rồi kìa. Rồi, uống đâu rồi, uống. Muốn cái đấy. Kêu cho ẩu xưa vô mà cứ lo gì hoài. Chưa nó hết, chưa có hết sôi. Sôi uống mới được. Ăn cho nước ra nước lạnh đó. Nước nóng nè. Nóng rồi hút nước đá cho nguội. Nguội rồi, nguội rồi. Uống, đau cho phỏng đi. Ừ. Cho nó ấm ấm uống cho nó ấm người bà. Nóng mà hơi này. Uống nó còn phải. Bằng à. Bớt rồi đấy. À thấy khỏe rồi đúng không? Nãy bà lắm đó. Làm hết hồn luôn. Ông bị sốt. Vậy là cứ lâu lâu gặp cái trường hợp này hoài cho nên là gia đình cũng quen rồi. Uống thuốc hay xong rồi con đưa tiền. Có một lần
ổng giờ rồi đâu có biết, rồi đầu đêm đâu có biết, cái đó em còn nhỏ. À. Rồi cái em ba mấy lần nào mà giật là có một chú ba cái ổng ngoài sau thôi. Chạy ra gõ cửa kêu ổng thằng đêm mừng thơm. À. Một giờ mấy, trở lên bệnh viện thì cũng bỏ nằm đó. À. Có văng lại cái bắt đầu bỏ nằm đó. Nó lấy đồ, nó họt vô thuốc trong miệng cái nó hút qua cái bọt, cái bọt ra rồi. À. Ừ, bỏ nằm đó. Rồi được rồi. Nè, để lắng coi thằng. Vậy đó rồi là mừng rồi. Gì vậy? Nhìn thấy cảnh mẹ lo cho thằng Ly được tí này cũng tội. Sao được, cái bà con đưa tiền cho bà này. Dạ. Đây là 3 triệu 7 nha bà. Bà đếm giùm con đi. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ, đủ. Đủ cho bà, 3 triệu 7 ha. À. Dạ. Cảm ơn cô với cậu. Bà gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân á. Dạ. Cảm ơn nghe cô với cậu. Dạ, dạ. Quân, bà ơi. Thôi vậy hôm nay con tới con thăm, thì nếu mà có dịp sau thì con ghé con thăm tiếp nha. À. Bà ráng lo cho em đó nha. À. Đấy, bây giờ quỳ cái gối nó đen thùi lùi này. Rồi cứ lên cơn giật về chắc là bà cũng khổ lắm ha. Lớn đèn nó bị chai. Thôi hôm nay thì mình tới thăm bà cụ các bạn. Thì như các bạn nhìn thấy thì bà năm nay hơn 60 tuổi, nhưng phải đi xin để lo cho một người con mà 33 năm nay là phải nằm một chỗ như vậy. Thì dạ, nhìn cái cảnh mà bà lo cho con, cũng như đút cháo cho con, tắm cho con, cũng như mỗi lần con nó lên cơn thì cũng khá là nhìn muốn rơi nước mắt luôn các bạn. Nên là mình cũng tới chia sẻ cho mọi người cùng biết. Thôi thì hôm nay mình tới mình trao tấm lòng của quý vị các bạn đến cho mấy mẹ con bà. Bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc video đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip sau nha.